Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất chờ dở cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Thế giới lên án vụ tập kích vào bệnh viện ở dãy Gaza. Hàng loạt quốc gia, tổ chức quốc tế lên án vụ tập kích bệnh viện ở dãy Gaza khiến ít nhất 500 người chết, kêu gọi làm rõ sự việc. Bệnh viện Al-Ahli ngày 17 tháng 10 bị tập kích. Lực lượng Hamas đang kiểm soát dãy Gaza cho rằng quân đội Israel là bên chịu trách nhiệm. Hamas cho biết ít nhất 500 người đã thiệt mạng, hầu hết là người sơ tán. Israel bác bỏ cáo buộc. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18 tháng 10 mô tả sự việc là vụ thảm sát chiến tranh gây tởm không thể tha thứ. Israel đã vượt lằn ranh đỏ. Chúng tôi sẽ không rời đi hay cho phép bất kỳ ai trục xuất chúng tôi khỏi khu vực, ông Abbas bổ sung. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước tổn thất sinh mạng tại bệnh viện Al-Ahli. Mỹ kiên quyết ủng hộ bảo vệ sinh mạng dân thường trong xung đột. Chúng tôi chia buồn với những bệnh nhân, nhân viên y tế và người vô tội bị thương hoặc thiệt mạng trong thảm kịch này, ông nói. Tổng thống Biden đã khởi hành và dự kiến đến Israel hôm nay. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Nhà Trắng John Kirby cho biết, ông Biden dự định hỏi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một số câu hỏi trực diện với tư cách là người bạn của Israel liên quan chiến dịch của Tel Aviv trong cuộc chiến với Hamas. Ông Biden vốn có kế hoạch đến Jordan sau khi thăm Israel để họp thượng đỉnh bốn bên với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Mujahedin Abu Lahai. Tuy nhiên, các nước đều thông báo dịch trình này bị hủy sau khi xảy ra vụ tập kích. Theo Ngoại trưởng Jordan Ahmad Safadi, sự kiện sẽ được tổ chức khi các bên có thể thống nhất chấm dứt cuộc chiến tranh và thảm sát nhằm vào người Palestine. Ông cáo buộc Israel đang đẩy khu vực đến bờ vực thẳm. Iran, bên ủng hộ Hamas, đổ lỗi cho Mỹ và Israel xong trừ việc. Ngọn lửa từ những quả bom Mỹ, Israel rơi xuống các nạn nhân Palestine tại bệnh viện ở dãy Gaza sẽ sớm nuốt trọn chính quyền Do Thái. Tổng thống Iran Ehrim Raisi cảnh báo. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi sự việc là tội ác chiến tranh và cho rằng Mỹ gián tiếp chịu trách nhiệm. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky cho biết nước này sẽ bổ sung nội dung lên án vụ tập kích vào nghị quyết do Brazil soạn thảo, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an ngày 18 tháng 10. Một quan chức IDF ngày 17 tháng 10 cho biết quân đội Israel đã tập kích khoảng 5.000 mục tiêu Hamas kể từ ngày 7 tháng 10, nhưng cũng đã hủy nhiều cuộc tập kích khác để tránh thương vong cho dân thường Palestine. Tin kế tiếp, Hezbollah kêu gọi ngài thịnh nộ sau vụ bệnh viện Gaza bị tập kích. Phong trào Hezbollah ở Lebanon kêu gọi tổ chức ngày thịnh nộ để lên án vụ tấn công vào bệnh viện ở dãy Gaza khiến ít nhất 200 người chết. Hezbollah, đồng minh của Hamas, hôm 17 tháng 10 cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công vào bệnh viện Al-Ahli ở miền trung dãy Gaza, mô tả đây là vụ thảm sát và tội ác tàn bạo. Hãy để 18 tháng 10 là ngày thịnh nộ chưa từng có chống lại kẻ thù, Hezbollah tuyên bố, đồng thời kêu gọi những người Hồi giáo và Ả Rập di chuyển lập tức ra đường phố và quảng trường để bày tỏ cơn thịnh nộ. Cuộc tấn công hé lộ bộ mặt tội phạm thực sự của Israel và Mỹ, nước tài trợ cho Israel và chịu trách nhiệm trực tiếp hoàn toàn về vụ thảm sát này. Theo lời kêu gọi của Hezbollah, hàng trăm người đã biểu tình và xô xát với lực lượng an ninh Lebanon bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Beirut. Họ ném đá và đốt một tòa nhà. Cảnh sát bắn hơi cay giải tán đám đông, trong khi bác sĩ cấp cứu những trường hợp bị ngạt thở. Hàng trăm người tập trung tại đại sứ quán Pháp ở thủ đô Beirut, giương cờ Hezbollah và ném đá chất đóng ở lối vào chính của sứ quán. Người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài đại sứ quán Anh và Pháp ở thủ đô Tehran, Iran sau nửa đêm. Người Palestine trong các trại tị nạn ở thành phố Sidon và Thay phía nam Gaza cũng bày tỏ nỗi phẫn nộ về vụ tấn công, sau khi các phe phái Palestine ở Lebanon kêu gọi biểu tình để lên án cuộc tấn công vào bệnh viện. Văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas ở Gaza mô tả vụ tấn công là tội ác chiến tranh này đã khiến 200 đến 300 người thiệt mạng. Một số thông tin cho rằng số người chết trong vụ tập kích lên đến 500. Bệnh viện là nơi nhiều người phải sơ tán vì xung đột ở dãy Gaza và tìm đến nơi trú ẩn, bởi những cơ sở này hầu như không bị nhắm đến khi quân đội Israel tập kích đáp trả Hamas.
Israel bác cáo buộc cho rằng quân đội nước này đã đánh trúng Al-Ali, cho rằng nhóm Jihad Hồi giáo Palestine, YPG, chịu trách nhiệm về sự việc. Trong bài phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo Hamas, Ahmad Haniyeh, cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào bệnh viện, nhấn mạnh rằng Washington đã tạo cho Israel lớp vỏ bọc cho hành động hung hăng của họ. Quân đội Israel không kích giải Gaza từ ngày 7 tháng 10 để đáp trả cuộc tập kích của Hamas cùng ngày trước đó. Tính đến ngày 17 tháng 10, giao tranh giữa hai bên đã khiến khoảng 4.400 người thiệt mạng, ít nhất 16.000 người bị thương. Dải Gaza là nơi có 2,3 triệu dân Palestine sinh sống, vốn phụ thuộc vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài qua lãnh thổ Israel. Israel đã bao vây hoàn toàn Gaza, các nguồn cung điện, lương thực và nhiên liệu, dẫn đến lo ngại xảy ra khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này. Tin tiếp theo, bệnh viện ở dải Gaza bị tập kích, ít nhất 500 người chết. Hamas nói quân đội Israel tập kích một bệnh viện ở miền trung dải Gaza, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng, nhưng Tel Aviv bác bỏ cáo buộc. Văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas ở Gaza cáo buộc Israel đêm 18 tháng 10 tấn công vào sân bệnh viện Al-Ahli ở miền trung dải Gaza, mô tả sự việc là một tội ác chiến tranh. Ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong đợt tập kích, giới chức Hamas cho hay hàng trăm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trước đó, lực lượng này nói rằng 200 đến 300 người đã chết. Toàn thế giới nên biết rằng chính những kẻ khủng bố tàn bạo ở Gaza đã tấn công bệnh viện, không phải lực lượng phòng vệ Israel IDF. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói họ sát hại tàn bạo trẻ em của chúng tôi và cũng sát hại trẻ em của chính họ. Người phát ngôn IDF cho biết phân tích từ hệ thống tác chiến cho thấy một loại rocket được những kẻ khủng bố ở dải Gaza phóng đã bay qua khu vực gần Al-Ahli vào thời điểm bệnh viện trúng đòn. Quân đội Israel cáo buộc thủ phạm là nhóm cực đoan Jihad Hồi giáo Palestine, YPG, đồng minh của Hamas. Chúng tôi có thông tin tình báo từ nhiều nguồn chứng minh các phần tử thánh chiến Hồi giáo chịu trách nhiệm về vụ phóng rocket thất bại và đánh trúng bệnh viện ở Gaza, người này nói. YPG bác bỏ cáo buộc từ Israel, nói thông tin từ IDF là những lời dối trá. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 18 tháng 10 mô tả sự việc là vụ thảm sát chiến tranh gây tởm không thể tha thứ. Israel đã vượt lành răng đỏ, chúng tôi sẽ không rời đi hay cho phép bất kỳ ai trục xuất chúng tôi khỏi khu vực, ông Abbas bổ sung. Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời chia buồn về tổn thất sinh mạng trong sự việc, chúc những người bị thương sớm bình phục. Ông chủ Nhà Trắng dự kiến đến Israel hôm nay để thể hiện sự ủng hộ dành cho nước này. Cao ủy về nhân quyền Liên Hợp Quốc, Vuk Gerson, lên áo vụ tập kích bệnh viện, gọi đây là hành động có thể chấp nhận được. Dân thường phải được bảo vệ. Hỗ trợ nhân đạo phải được phép tiếp cận những người đang cần sự giúp đỡ, ông nói. Chủ tịch Hội đồng châu EC Charles Michel nói tấn công vào hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế. Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu EU Joseph Borrell cho biết thông tin bệnh viện Al-Ahli bị tập kích làm gia tăng sự kinh hoàng của thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta suốt nhiều ngày qua. Thứ tư, sai lầm của Israel trong chiến lược chia để trị với Hamas. Israel nhiều năm qua tạo điều kiện cho Hamas trỗi dậy theo chiến lược chia để trị nhằm làm suy yếu phong trào đòi độc lập của Palestine, nhưng tính toán của họ đã sai lầm. Giới chuyên gia Israel lẫn phương Tây đều cho rằng lực lượng cánh hữu trên chiến trường Tel Aviv đã gián tiếp tạo điều kiện để Hamas củng cố vị thế chính trị lẫn xây dựng nguồn lực quân sự, dẫn đến chiến dịch tấn công đẫm máu vào ngày 7 tháng 10 và mở ra nguy cơ xung đột kéo dài ở dải Gaza. Nimrod Novit, cựu cố vấn cho cố thủ tướng Israel Shimon Peres, gọi chiến lược mà các đời chính phủ Israel theo đuổi trong gần hai thập niên qua là chia để trị, gồm hai trụ cột: củng cố sức mạnh chính trị cho Hamas cai trị dải Gaza và làm suy giảm ảnh hưởng của chính quyền Palestine ở bờ Tây. Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006 và kiểm soát dải Gaza từ năm 2007, nhưng vùng đất này tồn tại nhiều phe phái, trong đó có tổ chức Islamist Jihad, YPG, cũng có quan điểm sử dụng vũ lực để chống lại Israel. Kể từ khi lên nắm quyền, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tạo điều kiện cho Hamas củng cố khả năng kiểm soát dải Gaza, lo ngại ảnh hưởng của các phe nhóm khác. Israel cho rằng toàn bộ dải Gaza nằm dưới sự kiểm soát duy nhất của Hamas, xem tổ chức này là đầu não huấn luyện quân sự cùng điều hành dân sự trong khu vực. Chính phủ của ông Netanyahu
củng cố tính chính danh của Hamas bằng cách coi họ là đối tác chính thức để tiến hành các cuộc đàm phán ngừng bắn hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa. Hamas còn được tham gia đối thoại chính thức giữa Israel và Palestine về điều kiện để người lao động Palestine vào Israel làm việc. Tiến trình này được Tel Aviv lý giải nhằm giải bức xúc xã hội ở dải Gaza và giảm nguy cơ xung đột, nhưng mặt khác đã tạo ra uy tín đáng kể cho Hamas khi trở thành lực lượng chính trị cải thiện mức sống cho người Palestine. Đến năm 2021, Tel Aviv đã cấp từ 2.000 đến 3.000 giấy phép lao động cho cư dân dải Gaza vào Israel. Con số này tăng lên 10.000 giấy phép trong chính quyền Naftali Bennett, Yair Lapid vào giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022, rồi nhảy vọt lên 20.000 sau khi ông Netanyahu trở lại chính trường. Trụ cột thứ hai trong chiến lược này là làm suy yếu nhà nước Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas đến từ Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, giảm tiếng nói chính trị của phong trào Fatah và ngăn cản những lực lượng chủ trương hòa bình trở thành đối tác đàm phán hiệu quả, theo Nirmal Novik. Ông ấy đã có nhận thức an ninh sai lầm khi ưu tiên thao túng cân quyền lực giữa Gaza và bờ Tây, thay vì tìm kiếm giải pháp chính trị thực chất. Hệ quả là nhà nước Palestine gần như mất ảnh hưởng, còn Hamas ngày càng mạnh hơn cho đến lúc họ tự tin giáng đòn vào Israel, Shur đánh giá. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Chiến thuật mồi nhự giúp Ukraine bào mòn hỏa lực Nga. Pháo binh UAV Nga đã phá hủy hơn nửa số thiết bị mà công ty Mettingvet sản xuất cho quân đội Ukraine, song Kiev muốn họ phá thêm nữa. Tại một xưởng của công ty Mettingvet ở miền trung Ukraine, công nhân đang bận rộn chế tạo các bộ phận của lũ pháo, trạm radar và súng cối. Tuy nhiên, tất cả đều là hàng giả, được sản xuất từ xốp, ống nước và phế liệu, đóng vai trò như những vũ khí mồi nhự để thu hút hỏa lực Nga. Khi chúng tôi đặt những vũ khí mồi nhử này ở một số khu vực nhất định dọc tiền tuyến, chúng thu hút sự chú ý của đối phương, một công nhân của Mettingvet nói. Một chỉ huy trung đội Ukraine nói rằng đơn vị của anh đã được sử dụng các tổ hợp vũ khí mồi nhử để dụ pháo binh Nga khai quả. Dựa vào tiếng nổ đầu nòng và hướng bắn, họ nhanh chóng xác định được vị trí của khẩu pháo Nga, từ đó tung đòn phản pháo chính xác. Y binh là một chiến thuật quan trọng trong chiến tranh, song cuộc chiến ở Ukraine đã đặt ra những thách thức mới. Những tiến bộ trong công nghệ ảnh nhiệt có thể giúp bên tham chiến phát hiện những mục tiêu vô hình khi nhìn bằng mắt thường hoặc mục tiêu giả. Những máy bay không người lái giá rẻ giúp các lực lượng giám sát đối thủ theo thời gian thực, gây khó khăn cho việc lắp đặt, bố trí vũ khí mồi nhử. Nghi binh giờ quan trọng hơn rất nhiều so với các cuộc xung đột trước đây. Vojtech Fischer, giám đốc điều hành IFATEC, công ty chuyên sản xuất mồi nhử bơm hơi tại Cộng hòa Séc cho hay. Ông Fischer không cho biết liệu mồi nhử của công ty IFATEC có được triển khai trên chiến trường Ukraine hay không. Tuy nhiên, ông nói một số thiết bị của công ty đang được sử dụng trong các cuộc tập trận của đồng minh phương Tây. Mọi nhận có thể giúp đánh lạc hướng đối thủ về các kế hoạch tấn công hoặc gây ấn tượng rằng khu vực được bảo vệ tốt hơn thực tế nhằm ngăn nguy cơ tấn công, theo giới quan sát. Hiện chưa rõ các vũ khí mọi nhận đang được quân đội Ukraine triển khai ở mức độ nào mà họ giữ kín thông tin vì lý do bảo mật. Dù vậy, các mồi nhử như vậy có thể chiếm một phần không nhỏ trong số vũ khí mà quân Nga tuyên bố phá hủy trên chiến trường, vốn đã vượt số vũ khí trên trong biên chế Ukraine. Quân đội Nga cũng triển khai vũ khí bơm hơi và mồi nhử trên chiến trường, song không rõ mức độ hiệu quả tác chiến của chúng. Sau khi Nga phát động chiến sự vào cuối tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã tìm tới Mettingvet, nhà sản xuất thép lớn nhất đất nước, để thảo luận về chế tạo mồi nhử, theo giám đốc điều hành Olesa Mironenko. Đây là một trong những sáng kiến mà công ty thực hiện để hỗ trợ quân đội như chế tạo áo giáp hay mua sắm máy bay không người lái. Công xưởng của Mettingvet trưng bày mảnh vỡ hai UAV Lancet và một UAV Shaker từng được Nga sử dụng để tấn công một trạm radar của Ukraine. Chúng tôi đang nghiên cứu sản xuất thêm xe tăng và các loại phương tiện chiến đấu khác, Mironenko nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.
và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều nữa ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. We'll be right back.